hôi chân này, ra mồ hôi chân, nó gây khó chịu cho rất nhiều người. Và mọi người có thể sử dụng một cái bài thuốc nho nhỏ, đó là dùng cái vỏ của cái cây quế này, sau đó mọi người đun sôi với nước để ấm và ngâm chân hàng ngày nhé. Ngoài ra nếu với những người không có điều kiện làm điều đó thì có thể sử dụng cái sản phẩm ngâm chân thảo dược của bên em, thì hoàn toàn là những vị thuốc quý như là xuyên khung này, thổ phục linh hay là quan quế, thì em đã kết hợp hàng chục vị thuốc trong cái bột ngâm chân thảo dược này rồi. Thì nó ngoài những cái chứng mà ra mồ hôi chân này, hôi chân, em đảm bảo khỏi đến 80-90%, thậm chí 100%. Nó còn trị cho mọi người cái bệnh mất ngủ này, hay là đau nhức xương khớp này, nó sẽ thư giãn, thư thái, rất là thoải mái. Và bởi vì cái lòng bàn chân chúng ta có 250.000 tuyến mồ hôi, do đó là nó sẽ tiếp nhận và đáp ứng cực kỳ tốt. Và mọi người có thể muốn đặt sản phẩm, có thể liên hệ trực tiếp với em là bác sĩ Phương. Và một gói như thế này thì giá rất là rẻ, mỗi ngày có khi chỉ mất đến vài ngàn đồng thôi. Và một gói này có thể ngâm được 20 ngày, hai người ngâm cùng một lúc cũng được. Và mọi người mua từ hai sản phẩm, em sẽ miễn phí ship hoàn toàn nhé. Và sản phẩm này chính tay em làm ra và em đảm bảo cam kết mọi chất lượng. Và mọi người có thể vào cái page của em đặt hàng hoặc gọi theo số là 0989517397. Ngoài ra trong cái fanpage của em ấy, hay kênh của em thì có rất nhiều video giới thiệu về những bài thuốc, về những cây thuốc xung quanh. Thì mọi người có thể vào tham khảo và tìm những vị thuốc thích hợp cho căn bệnh của mình. Có câu hỏi gì hay là bệnh gì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Em là bác sĩ Phương, bác sĩ chính quy y học cổ truyền. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.